Chương một. Bạn đang nghe truyện tại me-truyện-audio. Com. Lã, ẻo lả, ẻo lả, ẻo lả. Thanh âm ồn ào càng ngày càng lớn, sự đã kích càng ngày càng lớn. Hắn yếu đuối khóc nức nở, thanh âm mỏng manh nghẹn lại ở cổ họng, đem búp bê trả lại cho, trả lại cho ta. Ngươi thật đáng buồn nôn, nam sinh mà chơi búp bê, ngươi về sau nhất định sẽ đến cái khách sạn đồng tính. Đại khái là hiện tại truyền thông rất phát triển cho nên những nam hài vây quanh nam hài đang khóc kia, bất quá cũng chỉ là học sinh năm nhất năm hai mà thôi, nhưng cũng đã biết đến loại khách sạn này, đúng còn có thể đem kê kê tạp sát điệu. Sẽ cùng nam sinh nói ta yêu ngươi. Thật buồn nôn. Buồn nôn quá đi. Một đám tiểu nam sinh cười rộ lên, tiểu nam sinh bị vây bên trong thì càng ngày càng thu mình lại, bọn họ vẫn lấy tay chọc hắn, chọc hắn rất đau. Hắn nước mắt nhạt nhòa, Nhìn thấy búp bê yêu dấu của mình bị khi dễ Bị các nam sinh khác vặn gãy rời cánh tay Mặt còn vùi vào trong đất Biến thành bẩn như vậy Hoa, wow, không cần, không cần làm như vậy với lị lị của ta Đám kia nam sinh lại nhao nhao tỏ vẻ ghê tởm, Hắn còn đặt tên cho búp bê Ta giúp ngươi chải đầu cho búp bê nào Nam sinh đứng đầu liền nắm tóc búp bê quăng đi quăng lại Tốc độ ngày càng nhanh Búp bê cũng xoay tròn càng nhanh Nam sinh bên cạnh reo hò cổ vũ hắn khóc đến mức hai mắt đẫm lệ nhạt nhòa, sau đó vì tốc độ quá nhanh, búp bê bay ra ngoài, bay trúng vào tệ đằng ngộ đang cầm trong tay đồ uống, đồ uống trong tay hắn bị búp bê và trúng liền rơi xuống cùng nhau, nhìn qua như là một đống rác rưởi lị lị của ta. Tiểu Nam Hài lại khóc, cả nhóm Nam Hài cười ha hả, tệ đằng ngộ chậm rãi đi tới, túng đầu Nam Sinh đứng đầu, một quyền thật mạnh hướng mũi hắn. Nam sinh kia vì máu mũi từ từ chảy ra mà hét toán lên, ta chảy máu, ta chảy máu hỗn đảng, ta chính là gạt quản gia, vũ em, vệ sĩ, mới có thể uống một lon soda, ngươi dám đập bể soda của ta, ngươi chán sống hả? Ta không giống người nghèo các ngươi, nghĩ muốn uống cái gì liền uống, nếu không bổ dưỡng, cái gì muốn ăn cũng không được ăn. Vất vả lắm mới uống được một lon soda. Soda bị đổ chắc hẳn hắn rất tức giận, hắn túng vài người quan ngã, bộ dạng hung ác làm toàn bộ nam hài bị doa đến ngay người hắn một bên đá một bên gầm thét. Đem soda đa trả cho ta, các ngươi là đám hỗn đảng. Lần đầu tiên thấy nam sinh đánh người như vậy, tất cả mọi người sợ tới mức chạy trốn, các nam sinh có liên quan cũng chạy trốn so với bay còn nhanh hơn. Chỉ còn lại có tiểu nam sinh bị khi dễ vừa rồi, tề đằng ngộ quay lại chỗ lon soda đa bị rơi xuống, tiểu nam sinh cũng đi hướng lì lì rơi xuống, hắn nhỏ giọng nói. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Cái gì? Tề Đăng Ngộ quay qua, cơ mặt co rút. Hắn nào biết kẻ kia tạ ơn cái gì, hắn chỉ để ý tới Soda, căn bản là không chú ý tới Xuân Nhật. Trời mới biết hắn làm sao mặt xanh như rễ hành thế kia. Tề Đăng Ngộ tuổi còn nhỏ, ánh mắt hung ác, trên mặt vì cơn giận vẫn còn cao có, nhưng là dung mạo hắn anh tuấn, so với đứa nhỏ bình thường càng anh tuấn, chỉ cần lớn lên, nhất định là tuấn nam khiến kẻ khác động tâm, đáng giận. Hắn trừng mắt nhìn Soda thấm dần vào đất, thì thào tự nói căn bản là không nhìn tỉnh lý xuân nhật đang đứng bên ánh nắng chiều chiếu rọi tỉnh lý xuân nhật trong lòng nghĩ hắn xuất hiện như một bạch mã hoàng tử chói sáng nhất là trên mặt hắn trên người hắn ngập tràn màu vàng của nắng chiều càng giống bạch mã hoàng tử trong tranh vẽ tỉnh lý xuân nhật còn nhỏ chưa biết cái gì gọi là luyến ái nhưng là hắn xem qua rất nhiều truyện tranh vẽ lúc công chúa bạch tuyết phá giải lời nguyền chết người của mụ phù thủy chính là bạch mã hoàng tử hôn đánh thức nàng một cái hôn ngọt ngào làm cho công chúa bạch tuyết sống lại sau đó công chúa bạch tuyết chớp lông mi thật dài ngay từ lần đầu tiên nhìn vào mắt hoàng tử nàng liền yêu thượng chàng giống như hắn bây giờ đã yêu bạch mã hoàng tử tới cứu hắn tỉnh lý xuân nhật đến đây hắn đến đây a à? phó đội trưởng đội bóng đá kêu to tỉnh lý xuân nhật là của chúng ta phó đội trưởng đội bóng chạy thét lại cái đếch gì tỉnh lý xuân nhật muốn vào chính là câu lạc bộ tennis phó câu lạc bộ tennis lại gào lên hắn muốn vào chính là đội bóng rổ các ngươi đừng lầm đội bóng rổ đồng thanh đô vật xã mới thích hợp hắn phó hội đô vật mập mạp cũng tham gia đại chiến giành người tử mập mạp không ai hỏi ngươi hiện tại phải chơi gôn mới có thể tham gia vào thế giới người nổi tiếng gôn mới là lựa chọn tối ưu của tỉnh lý gôn phó xã cũng xoa tay chuẩn bị phóng ra đánh cái gì gôn muốn đánh bóng chày là tennis hiện tại hoàng tử tennis nhiều lợi nhuận a à? là bóng đá túc cầu tiểu tướng so với cái hoàng tử tennis càng nổi tiếng quyền anh để nhất thần quyền các ngươi không thấy qua sao là bóng rổ salem đun chính là nổi tiếng nhất a à? mới là lạ bên trong một đống toàn tinh tinh khổng lồ bóng chạy mới là vương đạo toàn là những truyện tranh kinh điển giống vấn đề tiểu tử phần 6, hơn nữa có thể đến mỹ giống lang hồng mới là lạ là kiếm đạo ta còn chơi trò ở lục tam tứ chi kiếm gôn tiểu tử mới là tối cảm động lòng người vi tiểu cầu nói ba chữ cảm động còn có hắn cùng a thác yêu nhau nga không là hữu tình thật đáng tán dương a à. là làm cướp biển hàng hải vương lỗ phu mới là vương đạo của vương đạo có người đứng lên vừa khéo là hội trưởng hội hải tặc thực tế hội này chỉ có một mình hắn tất cả mọi người cảm thấy hắn chỉ là đến làm loạn bởi vậy lập tức bị một đám người cao lớn đuổi ra ngoài, không cần lại náo loạn, hỗn đảng. Không cần ô nhục lỗ phu, đem danh nghĩa hắn ra mà lừa bịp, cẩn thận bị tác long làm thịt. Đúng, hương các sĩ sẽ đá chết ngươi. Ngươi đau bùng đến chết, đừng mong có người cứu ngươi. Hỗn đảng, còn đến làm loạn sẽ làm thịt ngươi. Vừa xử lý xong hội trưởng hội hải tặc lại có thêm kẻ tới làm loạn, thợ săn, tỉnh Lý Xuân Nhật theo ta cùng nhau trở thành thợ săn, đi tìm ba ba đi. Đây là hội trưởng hội những người thích săn bắn, hỗn đảng, ba người ở nhà đại tiện đó, quay về đúc c nhà ngươi mà tìm. Tất cả vận động xã đoàn đều đứng dậy mắng, thợ săn tính cái gì vậy, xã đông xã tây. Là người Nhật Bản sẽ trở thành niêm gia, tỉnh Lý Xuân Nhật, theo ta trở thành người của họa ảnh đi. Hội trưởng hội họa ảnh niêm gia cũng đứng lên, cái gì họa ảnh, toàn lũ ngu xuẩn, nếu là người Nhật Bản thật, đương nhiên muốn thành âm dương sư nắm trong tay quỷ thần, theo ta, ta tin tưởng ngươi cũng có linh lực, tỉnh Lý Xuân Nhật. Hội trưởng âm dương sư cũng xuất hiện, ngu ngốc, cái gì ninja, gia, âm dương sư đều lạc loại, tỉnh Lý Xuân Nhật, theo ta, làm cho chúng ta đều trở thành sự thượng tối la lý bá sách. Hội trưởng hội dinh tam, ăn mặc giống võ sĩ xuất hiện, làm cái gì a? À, bọn này là otaku. Cúc cho ta. Tỉnh Lý Xuân Nhật là người của đội cổ động, các ngươi đừng đến nháo đội cổ động tất cả loạn lên. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.